Nguyên rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình trực tiếp Khỏe là hạnh phúc. Chương trình do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đồng hành với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thực hiện. Và thưa quý vị, trong chương trình kỳ trước thì chúng ta đã được nghe các bác sĩ chuyên khoa nói về căn bệnh nhồi máu não và các thể đột quỵ. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh nhồi máu cơ tim cấp. Và nếu không may gây ra tử vong thì được gọi là đột tử do tim. Nói về vấn đề này thì có nhiều người nhầm lẫn giữa đột quỵ và đột tử là một. Thật sự đây là hai căn bệnh hoàn toàn khác nhau, thưa quý vị. Và để giúp cho quý vị có thể phân biệt hai căn bệnh này, trong chương trình hôm nay với chủ đề nhồi máu cơ tim cấp và phương pháp sơ cứu sẽ thông tin cho quý khán giả biết thế nào là nhồi máu cơ tim cấp, cũng như giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về nguyên nhân, biểu hiện, sơ cứu, quá trình điều trị cũng như là cách phòng tránh về căn bệnh liên quan đến hệ tim mạch của chúng ta. Và thưa quý vị, Phương Quyên rất vui được chào đón hai vị khách mời của chương trình tọa đàm hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị Thạc sĩ bác sĩ Trần Văn Triệu, Phó khoa phụ trách khoa tim mạch can thiệp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Và xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thanh Tâm, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. Và Phương Quyên xin được cảm ơn hai vị khách mời, hai bác sĩ đã dành thời gian cuối tuần đến với chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, tim là bộ phận quan trọng của hệ tuần hoàn, có nhiệm vụ bơm đều đặn để đẩy máu theo các động mạch, mang dưỡng khí và các chất dinh dưỡng đến toàn bộ cho cơ thể, nhận máu từ tĩnh mạch về tim, sau đó đẩy máu đến phổi để trao đổi khí CO2, lấy khí O2. Và nếu như tim có bất cứ biến cố nào dẫn đến ngừng đập, thì cơ thể sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm vô cùng và dẫn đến tử vong nếu như không được cấp cứu kịp thời. Điều này cho thấy là nhồi máu cơ tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử do tim. Và bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhồi máu cơ tim cấp là gì, cũng như là những nguyên nhân phổ biến nào dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Và với vấn đề này thì Phương Quyên xin được mời bác sĩ Trần Văn Triệu sẽ thông tin cho quý khán giả được biết. Kính chào MC Phượng Nguyên, kính chào quý khán giả đang xem chương trình Khỏe là hạnh phúc của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thì nói về nhồi máu cơ tim là một cái bệnh mà bệnh tim mạch gây tử vong hàng đầu cho đến thời điểm hiện tại, thì nhồi máu cơ tim là cái hình thức cái vùng cơ tim nó bị tổn thương cấp tính, dẫn đến cái vùng cơ tim nó bị hoại tử. Thì những cái hoại tử như vậy có thể dẫn đến bệnh nhân là nếu mà những cái mạch máu lớn có thể gây ra chúng ta sẽ ngừng tim đột ngột, hoặc là gây ra những cái lối loạn nhịp nguy hiểm, có thể là tử vong nếu như chúng ta không được cấp cứu và kịp thời. Thì cái nguyên nhân như thế nào thì dẫn đến tình trạng như vậy, thì phần lớn người ta thấy đây là do vỡ nứt và vỡ những cái mảng xơ vữa trong cái lòng mạch máu. Khi mà cái mảng xơ vữa nứt vỡ ra thì nó thành lập cục máu đông sẽ gây tắc nghẽn cái lòng mạch máu, thì dẫn tới phía sau cái chỗ tắc nghẽn, cái cơ tim không đủ máu nuôi, thì dẫn đến cái hiện tượng hoại tử cơ tim và sinh ra những cái biến chứng cấp rất là trầm trọng. Thì người ta cũng nghiên cứu và thấy rằng những cái yếu tố này thì phần lớn là do những cái yếu tố được gọi yếu tố nguy cơ tim mạch. Thì những yếu tố nguy cơ tim mạch có lẽ là gì? Có thể là bệnh nhân bị tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, hút thuốc lá, béo phì, ít có vận động thể lực. Thì những cái đối tượng này là những cái bệnh nhân mà yếu tố nguy cơ sẽ gây đến xơ vữa và có thể là những cái biến chứng cấp dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp. Thì những yếu tố nguy cơ này thì y học cũng đã được chứng minh là có những yếu tố nguy cơ này là những cái mà có liên quan chặt chẽ đến cái tỷ lệ mắc bệnh và tử vong có liên quan đến bệnh lý tim mạch. Xin được cảm ơn bác sĩ Triệu. Và trở lại vấn đề mà Phượng Quyên có đề cập đến ở phần đầu của chương trình, có nghĩa là hiện nay có nhiều người đang nhầm lẫn giữa nhồi máu cơ tim cấp gây tử vong, tức là đột tử do tim, và các thể bệnh đột quỵ. Xin mời bác sĩ Tâm sẽ giúp quý khán giả phân biệt sự khác nhau giữa hai căn bệnh này. Xin chào Phượng Quyên. Thì cái khái niệm mà đột tử do tim hay là đột quỵ thì ngay cả không phải là người dân bình thường mà ngay cả một số trong ngành y thì người ta cũng đôi khi người ta vẫn lầm lẫn hai cái khái niệm đó. Thì nó có những cái điểm tương đồng. Mình thấy là cái nào nó cũng là đột. Đột là gì đó? Tức là nó khởi phát đột ngột. Nó là bất thình lình. Thì đối với đột tử tức là một cái hình thức là đột ngột xảy ra tử vong. Và cái mình nói đột ngột đây nó không phải là giống như là mình đang xem TV tắt điện cái là nó tắt ngang, mà đột ngột đây là nó vẫn có một khoảng thời gian, và cái đột tử tim nó xác định cái khoảng thời gian là trong vòng 1 giờ, nó là từ khi mà người ta có một cái triệu chứng cho đến khi mà tử vong là nó trong khoảng 1 tiếng hồ.
đột quỵ. Còn đột quỵ đó là một cái tình trạng nó tổn thương của một cái tế bào não, có thể là do lấp mặt não, hoặc là do cái vỡ dị dạng mặt não, hoặc là do vỡ mặt não do bệnh lý tăng áp, nó gây ra cái rồi hay mình gọi nôm na đó là một cái tai biến mạch máu não. Yeah. Như vậy thì đột quỵ và đột tử là tổn thương của hai cơ quan khác nhau. Yeah. Tại sao người ta nói đột tử do tim? Tại vì theo như mà cái y văn người ta thống kê được á, thì khoảng 80% cái tình trạng đột tử trong cộng đồng xảy ra là nó là do bệnh lý mạch vành, và phần lớn trong đó là do nhồi máu cơ tim cấp. Yeah. Giống như hôm được vừa rồi chúng ta có xem Euro đó, thì cái cầu thủ Eriksen của Đan Mạch đang thi đấu trên sân thì đột ngột ngã xuống, đó là một cái tình trạng đột tử, nhưng mà được cấp cứu kịp thời. Thì 80% nó do bệnh mạch vành, như còn khoảng 20% còn lại nó là do những nguyên nhân bệnh rối loạn nhịp, và do những cái nguyên nhân khác không phải do bệnh mạch vành. Thì khi mà xảy ra thì người ta cũng phải loại trừ cái nguyên nhân do bệnh mạch vành. Những cái khác nhau là những cái biểu hiện khi mà xảy ra cái tình trạng đó. Thì với một cái đột tử do tim thì thường nó biểu hiện của cái vấn đề tim mạch là bệnh nhân sẽ đột ngột đau ngực, khó thở, hoặc là cảm thấy tim nó loạn nhịp, nó đập nhanh hoặc đập chậm gì đó. Thì sau đó người ta mới xảy ra cái tình trạng là ngất, hoặc là choáng, hoặc là co giật. Thì nó mới dẫn tới cái tình trạng đột tử, tức là khi đó tim đã ngừng đập. Thì giống như cầu thủ Eriksen vừa rồi, thì nếu như mà chúng ta không cấp cứu kịp thời ở thời điểm đó thì cái rối loạn nhịp đó nó sẽ dẫn đến ngừng tim rồi, và cái cầu thủ sẽ tử vong. Còn cái đột quỵ khi nó xảy ra thì nó do cái tình trạng tổn thương tế bào não cấp tính, thì cái đó nó có thể cái nguy cơ tử vong nó sẽ thấp hơn cái đột tử. Nếu như mà trong những trường hợp mà bệnh nhân bị cái đột quỵ mà cái tổn thương cái vùng não nó lớn thì vẫn có thể tử vong sớm, nhưng mà cái khả năng tử vong xảy ra của đột quỵ thì nó thấp hơn so với đột tử do tim. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tâm. Quý vị và các bạn thân mến, qua chia sẻ của hai vị bác sĩ thì chúng ta đã biết thế nào là nhồi máu cơ tim cấp rồi. Vậy một người khi mà bị nhồi máu cơ tim cấp thì sẽ có những biểu hiện như thế nào? Về vấn đề này, Phương Quyên xin được mời bác sĩ Trần Văn Triệu thông tin cho quý khán giả. Thưa quý khán giả, thì cái biểu hiện của nhồi máu cơ tim cấp mà chúng ta thường gặp nhất là bệnh nhân có cái biểu hiện đau ngực. Thì với một cái tính chất đau ngực phía sau xương ức, đau một cách rất là nặng nề. Đau như tính chất người ta mô tả giống như là một có cái vật gì nó đè rất là nặng, bóp nghẹt cái ngực mình. Thì khi cái đau như vậy á, cái có thể là lan lên tới cổ, lên vai, lên tới càm, thậm chí là lan ra cả cái cánh tay trái của bệnh nhân. Cái thời gian đau á, thì kéo dài có thể là 20 cho đến 30 phút. Ngoài cái đau ngực ra thì bệnh nhân còn có cái biểu hiện là có thể là khó thở, tim đập nhanh, vã mồ hôi, cảm giác như là ngợp đến nơi, có thể là bệnh nhân bị choáng váng, chóng mặt, nôn ói. Tuy nhiên thì quý khán giả cũng chú ý có những cái thể mà đối với những bệnh nhân khoảng 20% thì cái đau nó cũng không có rõ ràng, thành ra có những đôi lúc người ta sẽ bỏ sót đây là một cái nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên thì có những trường hợp thì đau nó không có rõ ràng, hoặc là đối với những trường hợp mà bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có tăng huyết áp mà nhiều năm, đái tháo đường, thì cái đau ngực này nó cũng không có rõ ràng. Thành ra quý khán giả phải chú ý những cái đối tượng này, đôi lúc có những cái biểu hiện nó chỉ đau ngực một cách nhẹ nhàng hoặc là thoáng qua. Nếu như mà có những cái biểu hiện như vậy thì chúng ta nên được tư vấn và khám bác sĩ sớm. Tuy nhiên trên thực tế ở bệnh viện đa khoa chúng tôi thì cũng có thấy có những trường hợp mà nhồi máu cơ tim rất là trẻ. Cứ ngỡ đây là một cái đau dạ dày, đau thượng vị. Tuy nhiên đến bệnh viện thì có khi là một tí xíu bệnh nhân sẽ ngưng tim. Cái đó là mình cấp cứu. Cái đó có những trường hợp rất là đặc biệt. Thành ra có những cái nói như vậy, mình phải chú ý với những cái bệnh cảnh mà không phải là đau ngực rõ ràng, chỉ là đau cái thượng vị mà thôi. Nó cũng là nhồi máu cơ tim cấp. Xin cảm ơn bác sĩ Triệu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bác sĩ Trần Văn Triệu thông tin về những biểu hiện của người bị nhồi máu cơ tim cấp. Và khi chúng ta đã nắm rõ những biểu hiện này thì sẽ giúp phát hiện bệnh sớm hơn, từ đó tăng cơ hội sống cho người bệnh. Và thưa các bác sĩ, khi mà một người có những cái biểu hiện như bác sĩ Triệu vừa nói, nhồi máu cơ tim cấp, thì chúng ta cần phải lưu ý những gì, đặc biệt là người thân cần phải lưu ý những gì để có thể hạn chế những cái ảnh hưởng nghiêm trọng làm bệnh diễn tiến nặng hơn trong cái quá trình đưa bệnh nhân đến với các cơ sở y tế và cấp cứu điều trị. Xin mời bác sĩ Tâm thông tin cho quý khán giả.
Thì như thông tin của bác sĩ Triệu vừa trình bày thì cũng xin nhắc lại là có những cái trường hợp là bệnh nhân sẽ không có biểu hiện của cái đau ngực mà là một cái cảm giác hụt hơi khó thở, đặc biệt là ở người lớn tuổi, người có bệnh lý đái tháo đường. Đặc biệt đái tháo đường thì gần như người ta sẽ không đau ngực. Cái hai là tăng áp nhiều năm. Thì khi mà mình có những triệu chứng mà nó gợi ý rằng đây là một cái tình trạng gây ra nhồi máu tim cấp, thì cái việc đầu tiên của cái người đó là phải ngừng ngay cái công việc mà mình đang thực hiện. Nếu như chúng ta đang làm cái gì đó gắng sức và đang làm cái gì đó thì chúng ta phải ngừng cái công việc đó và chúng ta nằm nghỉ, đồng thời thông báo với người thân hoặc là hàng xóm gì đó, để ví dụ như có cái gì đó thì người ta sẽ đưa mình đi bệnh viện. Một cái vấn đề là các cái dấu hiệu khi mà chúng ta lên cái cơn đau thắt ngực á, thì nếu như chúng ta có thể kiểm tra được mạch huyết áp bằng các cái thiết bị mà gia đình đó được, thì chúng ta có thể kiểm tra đo mạch huyết áp ở thời điểm đó để xem có những cái trường hợp là do cái cơn tăng áp cao quá nó cũng sẽ gây cái tình trạng đau ngực. Chúng ta lưu ý là những cái triệu chứng mà nó là cái dấu hiệu diễn tiến nặng hơn là nếu mà cái cơn đau ngực kéo dài trên 20 phút dù chúng ta đã nghỉ ngơi, cái cơn đau ngực được nó tăng dần, cứ nó đau mỗi lúc một xích dần thì đó là một dấu hiệu mà nó chuyển nặng. Cái nữa là cơn đau ngực mà kèm theo có dấu hiệu là vã mồ hôi, hay là cơn đau ngực mà nó có tay chân nó lạnh, tức là khi đó là cái tim nó đã bắt đầu nó biểu hiện của cái tình trạng là giảm co bóp, nó không có đáp ứng được với lại cái nhu cầu của cơ thể nữa. Cái cơn đau ngực mà nó kèm theo bệnh nhân cảm thấy nhịp tim đập quá chậm hoặc quá nhanh so với bình thường của mình hàng ngày. Những trường hợp mà nặng hơn là khi bệnh nhân vào cái đau ngực thì ban đầu bệnh nhân sẽ khó thở và không thể nằm được, lúc đó có thể nghe hơi thở khò khè, tiếng thở ồn ào. Thì những trường hợp đó là chúng ta phải đến khẩn bệnh viện. Một số trường hợp khi nó vào cơn đau ngực thì người ta có thể nó sẽ không có kịp làm gì hết, tức là lúc đó nó sẽ lơ mơ luôn, tức là nó vô những cái tình trạng là đột tử do tim giống như nãy cái phần đầu mình đã nói. Do đó khi mà chúng ta có triệu chứng là phải thông báo gia đình người thân liền. Đối với những trường hợp mà mình đã có từng biết mình có bệnh lý mạch vành, tức là chẳng hạn đã có chụp can thiệp ở chỗ bác sĩ Triệu hay chỗ của bệnh viện tim mạch chỗ sĩ Tâm đây chẳng hạn, thì thông thường chúng ta sẽ có được cái tờ giấy trả kết quả đó, thì chúng ta có thể liên hệ với cái bác sĩ đó, người ta sẽ có cái hướng ta sẽ tiên lượng được cái triệu chứng nó khai thác để người ta có cái hướng dẫn nó kịp thời. Thì qua cái kết quả đó người ta có thể biết được bệnh nhân có thể còn những cái vấn đề gì nguy hiểm đang xảy ra. Khi mà bệnh nhân mà rơi vào những cái tình huống mà có khả năng diễn tiến nặng đó, thì nếu như mà có những cái thuốc mà gọi là thông thường là những bệnh nhân mà đã có tiền căn bệnh lý sẵn đó, thì sẽ có những cái viên thuốc mà bác sĩ cho ở nhà gọi là cái viên thuốc để mà giảm cái đau ngực. Thì cái viên đó nếu chúng ta uống vào mà nó vẫn không giảm đau thì nó cũng là một trong những cái dấu hiệu bệnh nặng. Thì khi đó chúng ta nên gọi xe cấp cứu để đưa chúng ta vào bệnh viện, hoặc nếu không có xe cấp cứu được thì chúng ta nên đến một cái trung tâm y tế gần nhất để mà người ta có thể sơ cứu, và từ đó người ta sẽ chuyển lên cái bệnh viện tuyến chuyên khoa để mà điều trị kịp thời. Như vậy Phương Quy có thể hiểu là nhồi máu cơ tim xảy ra khi mà mạch máu nuôi tim bị tắc nghẽn đột ngột, phải không ạ? Đó là cái tình huống cấp cứu khẩn cấp mà thời gian sống còn của người bệnh chỉ tính trên từng giây thôi, có đúng không ạ? Có nghĩa là cái khoảng thời gian để cấp cứu bệnh nhân gọi là cái khoảng thời gian vàng, cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ Trần Văn Triệu? Thì quý thính giả cũng biết cái thời gian, người ta cũng thường hay nói thời gian là vàng, cơ tim là thời gian. Lý do tại sao? Tại vì khi cái mạch máu nuôi tim mà bị tắc một cách đột ngột, cái mạch máu nó không, cái cơ tim không có được máu nuôi, thì cái cơ tim nó sẽ diễn ra một cách hoại tử từ mức độ nhẹ cho tới nặng. Nếu như hoại tử mức độ mà quá nặng thì có thể là bệnh nhân sẽ tử vong rất là sớm. Có những trường hợp là khởi phát lên, sau đó ít phút sau là bệnh nhân sẽ ngưng tim, tử vong luôn. Thì cái thời gian vàng thì người ta cũng làm cái nghiên cứu, nếu như mà từ cái lúc mà bệnh nhân khởi phát cái tính chất đau ngực cho tới đến khi mà một cái bệnh viện có một cái phòng thông tim để khai thông, thì cái thời gian người ta cho phép mình là 12 giờ đầu. 12 giờ đầu lý do tại sao? Tức là khi mà sau 12 giờ thì cái số lượng cơ tim mà nó sống còn để mình cứu thì nó ít có phụ thuộc, hoặc là nó không có còn phụ thuộc vào cái thời gian nữa. Thì nói nôm na thì quý khán giả biết, nếu mà
cái thời gian mà bệnh nhân đau ngực cho tới khi mà mình can thiệp để cứu vãn hoặc là tái tưới máu, nói nôm na là tái tưới máu, nếu mà trong vòng 12 giờ đầu thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ tốt hơn so với 12 giờ, hút hơn là 12 giờ. Vì lý do như vậy thì thông thường mình cũng nghe nói là cái thời gian vàng 12 giờ. Tuy nhiên nếu mà bệnh nhân mà đến từ cái bệnh viện mà để có những cái phương tiện mà can thiệp thì càng sớm càng tốt, chứ mình cũng không có phải là đợi. Mình nói tới 12 giờ thì có thể 9 giờ tôi đi cũng được, 10 giờ hoặc là 11 giờ tôi đi cũng được, thì cái điều đó thì không phải. Nhưng mà người ta nghiên cứu thấy nếu mà cái tỷ lệ trước và sau 12 giờ thì nó có sự khác biệt đáng kể. Còn nếu như mà bệnh nhân đến cái cơ sở y tế mà được tái thông cái mạch vành mà càng sớm thì càng tốt. Vì lý do như vậy người ta còn gọi cái thời gian là thời gian vàng, cơ cứu sống cái cơ tim là cái cơ tim cũng là vàng luôn á, tại vì cái thời gian mình để mình cứu sống, nó tiên lượng sống còn của bệnh nhân rất là lớn. Những cái biến chứng cấp tính và những cái biến chứng mãn tính sau này, cấp tính thì có thể chúng ta thấy bệnh nhân có thể là tử vong rất là nhanh, mãn tính sau này có thể bệnh nhân sẽ rơi vào suy tim, có những cái rối loạn nhịp tiềm tàng sau này, thì nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là lớn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Triệu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, qua chia sẻ của các bác sĩ thì chúng ta cũng thấy là việc sơ cứu cho người bị nhồi máu cơ tim cấp là vấn đề rất là cần thiết và vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như mà được sơ cứu kịp thời và đúng cách thì người bệnh sẽ giảm được cái khả năng tử vong, và đây cũng là cách tốt nhất, thưa quý vị. Đây cũng là cách tốt nhất để có thể là tránh những cái biến chứng xấu có thể xảy ra. Cho nên là nếu như chúng ta chứng kiến những người xung quanh mình mà có cái triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp thì quý vị hãy bình tĩnh sơ cứu cho họ, sau đó thì gọi cấp cứu đưa đến các cơ sở y tế gần nhất quý vị nha. Và thưa các bác sĩ, thì Phương Quyên được biết là trong điều trị tim hiện nay thì có ngành y của chúng ta thường áp dụng hai cái phương pháp, đó là phẫu thuật tim cũng như là can thiệp đặt stent động mạch vành. Vậy thì khi nào thì được chỉ định là phẫu thuật tim và khi nào thì được chỉ định là đặt stent động mạch vành ạ? Với vấn đề này thì Phương Quyên xin mời bác sĩ Trịnh Thanh Tâm giải thích cho quý khán giả được rõ. Cái vấn đề điều trị bệnh lý hẹp động mạch vành thì để mà gọi là tối ưu hóa cái vấn đề tái thông thì người ta sẽ có hai cái phương pháp chính, đó là mổ bắt cầu hay mình gọi nôm na mổ tim ấy, nhưng mà tại mổ tim là nó rất là rộng thì nó gọi là mổ bắt cầu, thế tức là người ta sẽ dùng một cái những cái mạch máu khác trong cơ thể để bắt qua cái chỗ hẹp. Và cái phương pháp thứ hai là phương pháp can thiệp động mạch vành qua da. Thì mổ bắt cầu động mạch vành tức là mình hiểu nôm na là một cái hình thức mổ hở, tức là cần bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê, các phương tiện hỗ trợ như là máy thở, máy tuần hoàn ngoài cơ thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong lúc mổ. Còn đối với lại cái mà can thiệp động mạch vành qua da thì nó tương đối đơn giản hơn, là có cái ekip bác sĩ làm phẫu thuật can thiệp và bệnh nhân thì chỉ gây tê tại chỗ, hoàn toàn tỉnh táo trong lúc thực hiện. Như vậy thì khi nào mà chúng ta sẽ mổ bắt cầu, khi nào chúng ta sẽ can thiệp động mạch vành qua da, thì trong những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp thì rất ít những trường hợp mà chúng ta đòi hỏi phải mổ bắt cầu, ngoại trừ là bệnh nhân này không có đường tiếp cận mạch máu, tức là chúng ta muốn can thiệp được mạch vành cho bệnh nhân thì chúng ta phải đưa được một cái ống thông từ tay hoặc từ chân, tức là từ mạch máu ở tay chân lên đến tim. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có một cái đường nào chúng ta đưa được thì lúc đó chúng ta phải chịu vấn đề phải đi mổ. Cái thứ hai là sau khi chúng ta đã vào chụp được cái mạch máu rồi, nhưng mà mạch máu lại cái chỗ tắc nó lại quá độc, nó đường đi đến đó nó quá ngoằn ngoèo, nó quá gập khúc và nó phôi hóa nặng chẳng hạn, mà chúng ta không thể đưa các cái dụng cụ đi qua chỗ đó để mà có thể can thiệp thành công được. Thì cái đó chúng ta cũng phải chuyển mổ. Trường hợp nữa là khi bệnh nhân nhồi máu cơ tim đến mà đã có những cái biến chứng cơ học chẳng hạn như là vỡ tim, thủng vắt liên thất hay đứt dây chằng, thì thông thường thì sẽ sau khi chụp mạch vành để xác định cái vị trí tổn thương rồi, chúng ta sẽ kết hợp mổ để phục hồi, vừa phục hồi cái dòng chảy của cái mạch vành vừa kết hợp để điều trị cái biến chứng. Một cái trường hợp nữa mà gọi là mổ tim mà do cái tai biến thủ thuật trong quá trình can thiệp, thì bất cứ một cái thủ thuật nào thì nó cũng có những cái tai biến của nó. Thì nếu như khi xảy ra tai biến mà bác sĩ can thiệp không thể thực hiện cái thủ thuật để mà xử lý cái tai biến đó được thì lúc đó cũng cần đến mổ tim. Còn đối với những trường hợp mà bệnh nhân không phải là cấp cứu thì sau khi chụp cái mạch vành xong, nếu như nó tổn thương rất nhiều nhánh, tổn thương lan tỏa, tổn thương ở những vị trí rất mà can thiệp nó sẽ nguy cơ tính mạng nó đe dọa cao, thì lúc đó còn tùy thuộc vào cái bệnh lý nền, tùy thuộc vào những cái yếu tố cơ địa, những cái yếu tố nền tảng của bệnh nhân, thì lúc đó bác sĩ can thiệp sẽ trao đổi với gia đình
giải thích các cái phương án có thể thực hiện, sau đó cùng đi đến cái quyết định là sẽ can thiệp hay là cái mổ bắt cầu. Xin cảm ơn bác sĩ Trịnh Thanh Tâm ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và để cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn về điều này thì sau đây chúng ta hãy cùng với biên tập viên Ngọc Ngân đến thăm một bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ can thiệp mạch vành vào ngày 1 tháng 7 vừa qua do hẹp 70-80% bán tắc độc mạch vành phải. Thưa quý vị, trường hợp của Phụng Nguyên vừa nói đó là bệnh nhân Danh Bông 60 tuổi ở thị trấn Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang vừa được tiến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương cấp cứu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021 trong tình trạng đau ngực trái kiểu bóp nghẹt khoảng 1 tuần. Sau hơn 2 tuần điều trị thì bệnh nhân đã được xuất viện. Chào chú, hôm nay chú thấy sao rồi? Hồi chú vô tem, đặt tem tới bây giờ chú thấy cũng khỏe, cũng đỡ lắm. Mà nó đâu có phải được như hồi trước đâu, cô, hồi mà mình còn mạnh dạn á, mình thở nó thông thả lắm. Mà bác sĩ nó hơi cái này từ từ chú ơi, từ từ đi. Lúc đầu chú cảm thấy trong người như thế nào mà mình phải đi vào bệnh viện? Thôi chú thấy khi không mà nó mệt, lói hoài luôn. Rồi chú pha ra đi khám, mấy ông bác sĩ nói ông thiếu máu tim. Mà giờ thuốc uống mấy tháng trời cũng còn mệt, còn lói vậy hoài luôn á. Mấy chú lên trên chỗ đa khoa Trung ương này sau cuối cùng á, nó rồi ông bị chụp cái CT hoành mạch gì đó cô. Nói ông bị ép tới 5 cộng lận, thành ra cái máu tim ông không có nuôi tim được đâu. Mấy vậy đó thì chú mới hoảng hồn. Rồi sau khi điều trị đặt tên vậy, chú thấy trong người mình có khỏe hơn so với trước khi điều trị không? Nó khỏe hơn. Hồi trưa mình đặt tem đó cô, hồi trưa đặt tem đó, mình nói vậy nó cứ hụt hơi làm như mình thở không được, nó cứ ngắt cái thở mình á. Mà đặt rồi vậy á, nó cũng thông thả lắm. Ví dụ hồi đó nó nghẹt, bây giờ nó cũng thông thả dữ lắm. Mà bác sĩ nói cái này là chính xác rồi, ông đi về nhà không có nên lao động gì hết, từ 5kg lấy lên để dưỡng cơ thể của ông nó khỏe một cái đi, rồi chờ làm lao động lại từ từ. Mà bác sĩ nó làm này làm nhẹ thôi, không phải làm nặng nữa đó. Vậy đó. Chú, rồi chú bệnh là ai nuôi chú? Có, hồi nãy có người em đó cô, có người em nuôi. Dạ, em có chú nuôi chú hả chú? Thường ngày là chú ở nhà với ai? Ở với thằng con bây giờ nó lên đi Sài Gòn, nó mần làm thuê làm mướn gì đó. Bây giờ cái vụ bệnh Covid này nó không có dám về luôn. Thành ra bây giờ chú ở một mình ơn chú à. Ở chú bệnh vậy chú mượn thằng em nó lên nuôi chú đó. Hôm nay chú bệnh phục rồi con cũng mừng. Hôm nay con đại diện cho nhà tài trợ là công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu Khí Nam Sông Hậu. Tặng cho chú là 5 triệu đồng để giúp chú có một phần vốn nhỏ để trang trải trong cuộc sống. Vậy chú cũng cảm ơn. Rồi được xuất viện rồi, chú có thắc mắc về tình trạng hiện giờ của chú với bác sĩ không? Chú hỏi vậy bác sĩ, cái này tôi dân tộc không biết sâu xa thiệt, mà bây giờ đặt nhiều tem vậy, nhiều 5-6 tem một lượt, mà không biết cái 5 tem này nó có nằm yên trong cái tim của tôi hay không à bác sĩ à. Cái đó tôi cũng xin hỏi vậy đó. Bác sĩ ơi, sau khi đặt tem rồi, làm sao cho cái chứng bệnh của tôi nó hạn chế phát bệnh lại? Đó là những trăn trở của chú Danh Bông. Chúng tôi rất mong câu trả lời từ phía chương trình. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Ngọc Ngân cũng như là cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của công ty cổ phần thương mại đầu tư Dầu Khí Nam Sông Hậu đã đến tận nơi thăm hỏi cũng như là giúp đỡ, giúp cho bệnh nhân có động lực để vượt qua lúc khó khăn. Và với nỗi băn khoăn của chú Danh Bông thì Phụng Nguyên cũng xin được mời bác sĩ Trần Văn Triệu sẽ tư vấn thông tin cho chú để cho chú cũng như là những ai trong hoàn cảnh như chú Danh Bông thì cũng sẽ yên tâm hơn về sức khỏe của mình. Xin mời bác sĩ. Kính thưa chú Danh Bông, kính thưa quý thính giả xem đài, thì với trường hợp mà đặt stent thì liệu thì có những bệnh nhân suy nghĩ thì không biết vô cái stent nó có chạy đi đâu hay là không. Có những trường hợp thì bác sĩ cũng gặp là nói tôi đặt cái stent vô vậy nó có chì cái người tôi xuống hay là không.
Có những câu hỏi thì đúng là quý thính giả hoặc là bệnh nhân hỏi mình rất là chính xác. Thì sau khi mà đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân mà đặt cái stent động mạch vành thì chúng ta đều biết thì về mà cái cơ chế sinh học và cái cơ chế mà để cái stent mà nó cái gắn vô trong cái lòng mạch máu của bệnh nhân, thì sau một thời gian khoảng vài tuần, khoảng 4 tuần lễ thì cái nội mạc của cái mạch máu nó sẽ phủ lên cái thân của stent, mỗi ngày phủ lên đến một cái mức nào đó, thì cái một cái thời gian thì người ta thấy cái stent đó nó được cái nội mạc hóa, nó phủ hoàn toàn cái stent. Thành ra chú Bông và cả quý thính giả cũng rất là an tâm khi mà cái stent mình đặt vô đó thì không có mà chạy đi đâu hết. Cái stent dù mình đặt mấy cái thì cũng vậy. Cái đó là cái cơ chế, cái diễn tiến mà cái sinh lý bình thường sau khi mà mình đặt cái stent. Thì đối với những bệnh nhân hoặc là sau khi mà mình đặt cái stent vô thì quý thính giả cũng biết, một cái bệnh nhân mà bị bệnh lý mạch vành, chẳng hạn như bị bệnh lý mạch vành cấp, thì mình đã can thiệp, mình đặt cái stent những cái vị trí hẹp nặng, những vị trí gọi là cấp tính. Vì những cái cấp tính đó thì bệnh nhân mới vô viện. Thì người ta cũng nghiên cứu thấy ngoài những vị trí đó thì khoảng 50% những cái vị trí, những cái mạch máu còn lại sẽ có những cái chỗ khác, có những cái sang thương cũng là hẹp, có thể hẹp mức độ từ nhẹ tới nặng, từ mức độ ổn định cho tới mức độ có thể là không ổn định. Thành ra về mặt cơ sở lý luận thì không phải là mình chỉ uống thuốc để mình điều trị cái chỗ mà mình mới vừa làm xong, nhưng mà người ta thấy nghiên cứu nếu như mà bệnh nhân sau khi đã đặt một cái stent động mạch vành mà nếu như bệnh nhân mà có bị cái biến cố mà nhồi máu cơ tim cấp trở lại thì người ta thấy khoảng hơn 50% là sẽ bị ở những cái vị trí khác chứ không phải là cái chỗ mà mình mới vừa đặt cái stent. Tuy nhiên những cái bệnh nhân mà sau khi đã được đặt stent động mạch vành thì trong những cái lời dặn hoặc là những cái toa thuốc ra viện thì có những cái loại thuốc thì bệnh nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là những cái thuốc gọi là chống kích tập tiểu cầu. Thì nói nôm na cho bệnh nhân và quý thính giả xem đài dễ hiểu, gói nôm na người ta thường hay gọi là thuốc cho nó lỏng máu, uống vô cho nó lỏng máu, đại khái là vậy. Thì những cái thuốc đó rất là quan trọng trong cái giai đoạn đầu cho người bệnh. Tuy nhiên những cái bệnh nhân mà bị bệnh lý mạch vành như vậy thì ngoài cái thuốc đó, bệnh nhân còn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Giống như đầu chương trình thì tôi cũng có nói, ví dụ bệnh nhân thường kèm theo là có tăng huyết áp, phải điều trị tốt với huyết áp, có tiểu đường, phải điều trị tiểu đường, điều trị rối loạn lipid máu. Nếu mà bệnh nhân có hút thuốc lá thì cũng phải bỏ thuốc lá, đi vận động, thể dục, tùy theo cái sức khỏe của mỗi người. Ít nhất có thể mình sẽ 30 phút trong một ngày và một tuần phải tối thiểu là được 5 buổi. Vì những cái yếu tố này người ta đã được chứng minh là có liên quan chặt chẽ đến cái tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do tim mạch. Thành ra chúng ta phải điều trị ngoài cái bệnh chúng ta đang mắc, phải điều trị tất cả những cái yếu tố nguy cơ. Nếu mà người ta thấy là mình điều trị tốt những cái yếu tố nguy cơ này thì cái biến cố mà để nó xảy ra nó thấp nhất, và đồng thời nói nôm na bệnh nhân sẽ được sống lâu hơn nếu như chúng ta sẽ điều trị và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ này. Và khi nãy thì bác sĩ Triệu có nói là đối với những bệnh nhân mà được can thiệp đặt stent động mạch vành á thì phải tuân thủ cái việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, mà cụ thể là dùng thuốc trong bao lâu thưa bác sĩ Triệu? Thì thông thường á, đối với những cái thuốc mà người ta gọi là thuốc chống kích tập tiểu cầu, thì đối với những cái bệnh nhân mà thông thường thì nói hôm nay là thuốc chống loãng máu đó, thì người ta dùng trong giai đoạn đầu á là hai loại, thì dùng đủ 12 tháng. Sau đó cái này là bác sĩ nói những cái tình trạng thông thường ha. Thì sau đó có thể tùy theo cái tình trạng mà đánh giá là có thể sẽ giảm bớt đi. Cái này là chỉ nói riêng về cái thuốc mà chống đông thôi, chống tập tiểu cầu. Tuy nhiên có những trường hợp mà bệnh nhân có cái yếu tố mà chảy máu nó cao hơn thì tùy theo cái mức độ đánh giá, có những cái thang điểm thì bác sĩ điều trị sẽ xem xét và sẽ giảm cái thuốc, bớt một cái loại thuốc chống cái tập tiểu cầu này có thể là sau 3 tháng hoặc là sau 6 tháng hoặc là sau 9 tháng, tùy theo mức độ mà bác sĩ sẽ cân nhắc và chỉnh sửa cái thuốc này. Và đồng thời là những cái thuốc mà để kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch thì chúng ta cũng biết bệnh lý là tăng huyết áp,
đái tháo đường hầu như là bệnh những cái bệnh lý mãn tính, thành ra cái đây là phải uống thuốc rất là lâu dài, chứ mình không có nói là mình uống tới bao lâu mình nghỉ. Tại vì có những bệnh nhân hoặc là quý thính giả nhiều khi cứ nghĩ là tôi bị nhồi máu cơ tim cấp, tôi bị đau ngực, xong tôi vô tôi đặt cái ten xong rồi về tôi uống một lần thuốc thì tôi thấy tôi khỏe quá, tôi nghĩ tôi không có uống thuốc nữa, thì cái chuyện đó là không phải. Thành ra quý thính giả rất là chú ý cái vấn đề mà điều trị về sau này. Tại vì sau khi mà mình đặt cái ten vô rồi, cái vấn đề còn lại của mình là cái vấn đề điều trị nội khoa rất là quan trọng. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Triệu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như là thông điệp của chương trình, khỏe là hạnh phúc. Trong cuộc sống chúng ta, ai ai cũng muốn mình được khỏe mạnh, không muốn ai, không muốn mình bị bệnh bao giờ cả. Tuy nhiên là phòng tránh các căn bệnh như thế nào, đặc biệt là đối với căn bệnh nhồi máu cơ tim cấp nói riêng và nhồi máu cơ tim nói chung, mà đặc biệt chương trình hôm nay tập trung nói về, thì có những cách nào để phòng bệnh, thưa bác sĩ Tâm ạ? Xin chào quý khán giả. Thì như nãy giờ bác sĩ Triệu cũng có nói qua rồi, thì bản thân cái bệnh lý xơ vữa mạch nó không phải là một cái tự nhiên mà nó có, mà nó là xuất phát từ cái yếu tố nguy cơ. Thì yếu tố nguy cơ thì rất là nhiều, nhưng mà người ta sẽ chia ra thành từng cái nhóm. Là có những yếu tố nguy cơ mà gọi là không thể thay đổi được, chẳng hạn như là tuổi. Càng lớn tuổi thì cái mạch máu sẽ càng bị lão hóa và nó xơ vữa càng nhiều. Thì với tuổi thì người ta thấy rằng nam sau 45 tuổi là bắt đầu đã có nguy cơ của bệnh lý bệnh động mạch vành. Nữ thì đặc biệt là sau khi mà cái giai đoạn mãn kinh. Cái thứ hai là tính tiền căn gia đình. Tiền căn gia đình thì người ta xác định ở cái tiền căn gia đình của bệnh nhân là có nguy cơ khi mà cái về phía nam á, mà trong nhà mình có người bị bệnh mạch vành trước 55 tuổi hoặc là nữ trước 65 tuổi thì người ta xem như đó là cái nguy cơ bệnh lý mạch vành của những người khác trong gia đình. Những cái yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được mà chúng ta tự tiết chế được, chẳng hạn như là hút thuốc lá. Thì trước giờ chúng ta hay nghe nói là hút thuốc lá ung thư phổi này nọ. Bây giờ chúng ta biết thêm hút thuốc lá nó trong đó nó có hàng ngàn chất độc, và trong số những cái chất độc đó nó gây ra cái tình trạng là viêm mạng tính của mạch máu và nó gây tăng cái quá trình xơ vữa. Thì những cái người hút thuốc lá thì ngoài cái chuyện mà bệnh phổi ra thì người ta sẽ bị tổn thương mạch máu của toàn thân, nó sẽ gia tăng nguy cơ nhồi máu tim, gia tăng nguy cơ đột quỵ. Thì bỏ được thuốc lá thì nó sẽ làm giảm được cái yếu tố nguy cơ này. Đặc biệt những người đã có bệnh lý mạch vành rồi, đã có can thiệp rồi mà vẫn tiếp tục hút thuốc lá thì cái nguy cơ tái hẹp lại trong cái ten mình vừa đặt nó cũng sẽ rất là cao. Cái yếu tố tiếp theo là cái yếu tố về cái cuộc sống. Thì cái cuộc sống nó stress quá, cái công việc chúng ta áp lực quá thì nó cũng là một trong những cái yếu tố làm cho cái gia tăng cái bệnh lý của cái bệnh lý tim mạch. Chúng ta làm việc trong một cái môi trường bàn giấy thường ngày, chúng ta ít vận động, chúng ta béo phì, chúng ta lại không có giảm cân thì nó cũng là một trong những cái nguy cơ. Còn lại những cái yếu tố nguy cơ khác đó là do những bệnh lý nền tảng nó dẫn đến, chẳng hạn như là chúng ta bị rối loạn lưu huyết máu, tức là nói nôm na là chúng ta bị tăng mỡ máu đó. Cái thứ hai là chúng ta bị đái tháo đường. Ba là chúng ta bị tăng huyết áp. Thì ba cái bệnh lý này là những cái bệnh lý mà nó thúc đẩy cái quá trình xơ vữa mạch nó tiến triển nhanh. Do đó chúng ta nếu chúng ta kiểm soát được tốt thì chúng ta sẽ hạn chế hoặc là kéo dài cái thời gian tiến triển của cái bệnh lý. Xin được cảm ơn bác sĩ Tâm ạ. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của bác sĩ Trịnh Thanh Tâm thì quý vị ơi, quý vị hãy lưu ý ghi nhớ để chúng ta có thể bảo vệ bản thân mình, có được một cái trái tim, một cuộc sống khỏe mạnh quý vị nha. Và thưa quý vị, như chúng ta biết thì hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, và thành phố Cần Thơ của chúng ta thì cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở ba quận trung tâm, đó là Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Và thưa quý vị, từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ có 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, trong đó có thành phố Cần Thơ của chúng ta. Nghĩa là thành phố Cần Thơ của chúng ta sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 toàn thành phố ạ. Và trong tình hình này thì các bệnh viện cũng đã có những cái phương án thăm khám và điều trị cho bệnh nhân để hạn chế cho bệnh nhân thấp nhất trong cái việc đi lại để phòng chống dịch COVID-19. Và cụ thể thì đối với bệnh viện tim mạch thành phố Cần Thơ thì đã áp dụng cái cách điều trị nào để kết hợp với phòng chống dịch, thưa bác sĩ Tâm ạ? Thì để mà giảm cái nguy cơ mà lan rộng dịch bệnh thì chỉ nhập viện khi thật sự cần thiết. Do đó cái kênh thông tin để mà chúng ta có thể biết được chúng ta bệnh đó có
có phải nhập viện hay không, có nguy cơ hay không, thì chúng ta có thể bệnh viện tim mạch đã lập ra, thứ nhất là chẳng hạn như là trên Facebook thì gọi là fanpage của bệnh viện, thì chúng ta có thể vào đó đặt câu hỏi trực tiếp để qua đó thì sẽ có người tổng hợp để gửi câu hỏi về để trả lời. Cái thứ hai là có hòm thư, địa chỉ mail á, để chúng ta có thể gửi thông tin nhiều hơn, có thể gửi hình ảnh những cái cận lâm sàng chúng ta đã có, chẳng hạn như điện tim hay siêu tim gì đó, chúng ta sẽ gửi qua đó. Còn hai cái kênh để nhanh hơn đó là chúng ta liên hệ trực tiếp qua điện thoại. Thì hiện tại giờ phía bệnh viện cũng có cái tổng đài của bệnh viện để mà tiếp nhận, đó là chỗ số điện thoại của Lily. Thì cái này chút xíu nữa thì chương trình sẽ đưa những cái số lên. Còn trong những tình huống mà cần thiết thì đa phần là những bệnh nhân mà đã có can thiệp ở bệnh viện rồi đó, thì đa phần cũng đã có số điện thoại của bác sĩ làm phẫu thuật. Hoặc là trực tiếp thì có thể liên hệ qua số điện thoại cá nhân của những bác sĩ mà có chuyên môn trong cái vấn đề bệnh lý mạch vành. Thì cái này nhờ chương trình sẽ hỗ trợ cho quý bà con. Xin cảm ơn bác sĩ Tâm. Còn đối với bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì cũng đã có những cái phương án thăm khám và điều trị cho bệnh nhân áp dụng để mà có thể phòng tránh dịch COVID-19 như thế nào, thưa bác sĩ Triệu? Kính thưa quý thính giả xem đài, thì đối với bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ của chúng tôi thì đối với những trường hợp giống như là bác sĩ Tâm cũng vừa trình bày ở phía trên là bệnh viện tim mạch, thì bên bệnh viện chúng tôi thì có những cái bước tiếp theo, chẳng hạn như bệnh nhân khám ngoại trú thì dưới cái tinh thần là theo chỉ đạo của cấp trên, thì một bệnh nhân mà khám có thể chúng ta như đối với thường lệ trước đây thì mình sẽ cấp to thuốc cho bệnh nhân một tháng thuốc về, thì trong giai đoạn khoảng vài tháng nay thì bệnh viện chúng tôi sẽ có thể là đối với những trường hợp bệnh nhân mà ổn định thì có thể thuốc cho được 2 tháng, tối đa là 3 tháng để cho cái tình trạng mà bệnh nhân phải trở lại bệnh viện, nói chung là di chuyển cái thời gian giãn cách ra để góp phần thành công cho cái việc phòng chống dịch. Thì tất cả những cái bệnh nhân mà trở lại tái khám hoặc là đến lần đầu khám tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ của chúng tôi thì tất cả đều được làm sàng lọc test nhanh cái COVID ở phía trước, tức là ở phía ngoài cái cổng của bệnh viện. Sau khi mà có kết quả xét nghiệm rồi âm tính thì bắt đầu tiếp theo các bộ phận khám bệnh và sàng lọc. Nếu mà bệnh nhân vào trong cổng bệnh viện thì ít nhất là phải có cái test nhanh thì mới vào trong cái cổng của bệnh viện. Còn đối với những trường hợp mà tạo cái điều kiện thuận lợi hơn cho một số bệnh nhân thì có thể thông báo cho bệnh nhân biết trước là nên xét nghiệm cái test nhanh, hoặc là những cái cơ sở nào có làm được cái PCR trước đến khám thì có thể mình sẽ làm trước một ngày, hoặc là trong cùng ngày sau khi có kết quả thì mình đến để mình được bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tư vấn và khám, có thể sẽ đỡ mất cái thời gian hơn. Tuy nhiên có những trường hợp mà bệnh nhân mà đến khám ở tại thành phố Cần Thơ thì chúng tôi cũng khuyên nên làm trước một ngày, làm cái xét nghiệm PCR trước để khi mà có cái kết quả xét nghiệm mình sẽ khám bệnh và một cách là mình sẽ cũng là an tâm hơn, nhằm mục đích là để góp phần cùng với quốc gia, nói chung là đại khái là với đất nước là để phòng chống dịch một cách hiệu quả. Còn đối với những trường hợp mà bệnh mà bị cấp cứu phải vô, cần phải nhập viện, thì trong khoa cấp cứu của tôi cũng có một cái nơi để sàng lọc bệnh. Bước đầu chúng tôi rất có là một khâu sàng lọc bước đầu, sau khi mà có kết quả là mới đưa vào trong một cái khâu ở phía bên trong. Nói chung chúng tôi sẽ có những cái ngăn và cái yếu tố nguy cơ của từng cái đối tượng, tụi tôi sẽ theo dõi liên tục trên các cái thông tin đại chúng và các công bố của Bộ Y tế về các cái danh sách mà bệnh nhân có những cái nơi mà lây nhiễm có cao, thì chúng tôi sẽ rà soát những cái đối tượng này và tầm soát yếu tố dịch tễ rất là kỹ trước khi mà chúng tôi sẽ nhập viện và coi cái hướng điều trị để mình phân cái đối tượng như thế nào, để mình có cái cách tiếp cận nó cũng khác nhau.
Xin cảm ơn bác sĩ Triệu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những phương án thăm khám và điều trị cho bệnh nhân mà các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ của chúng ta đã đưa ra và áp dụng để phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy mà quý vị hãy luôn tuân thủ áp dụng đúng để chúng ta có thể ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh quý vị nha. Và thưa quý vị, lúc này đây thì thời gian còn lại của chương trình chúng tôi sẽ dành cho quý khán giả có những thắc mắc, những câu hỏi mà muốn gửi đến cho các bác sĩ để các bác sĩ tư vấn trực tiếp cho quý vị. Hãy gọi về cho chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng, đó là 02923600842 và 02923600843 quý vị nhé. Và thưa quý vị, hiện giờ thì trên tay Phượng Quyên có khá nhiều câu hỏi được bộ phận thư ký chuyển về cho Phượng Quyên, những câu hỏi mà các khán giả gọi đến. Và câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của một khán giả ở Ôn Môn. Khán giả muốn hỏi bác sĩ Trịnh Thanh Tâm ạ. Khán giả nói là từ đầu thì bác sĩ có nói hai căn bệnh đột quỵ và đột tử đều do nghẽn mạch máu gây ra. Vậy người bị đột quỵ có nguy cơ nhồi máu cơ tim hay không ạ? Xin mời bác sĩ Tâm. Đột quỵ và đột tử, nếu mà đột quỵ do nghẽn tắc động mạch não và đột tử do nghẽn tắc mạch máu tim và đột quỵ do nghẽn tắc động mạch não, thì bản thân mạch máu chúng ta là một cái hệ thống mạch chung của toàn cơ thể, cho nên tất cả những yếu tố mà gây xơ vữa mạch nói chung nó sẽ gây xơ vữa cho toàn tất cả các mạch máu, chứ không riêng gì mạch tim hay mạch não mà cả những cái mạch máu ở chân, ở tay và ở động mạch chủ bụng, động mạch thận chẳng hạn. Thì với một bệnh nhân mà đã có tiền căn là đột quỵ, xác định đây nếu đột quỵ này là do nhồi máu não, và thì ở bệnh nhân này đã có yếu tố nguy cơ gây xơ vữa mạch. Nếu kèm theo bệnh nhân này còn những yếu tố nguy cơ khác, chẳng hạn như có tăng áp, đái tháo đường, thì những trường hợp này chúng ta cần phải tầm soát kỹ vấn đề bệnh lý mạch vành, bởi vì nó là bệnh lý mạch máu hệ thống chung của toàn cơ thể. Cho nên với một người mà đã có tiền căn đột quỵ thì cái khả năng gây ra nhồi máu cơ tim là có. Xin được cảm ơn bác sĩ Tâm ạ. Và tiếp theo là câu hỏi của cô Nguyễn Ánh Nguyệt ở Tân Quế, Bình Tân, Vĩnh Long. Cô hỏi thế này: các bác sĩ ơi, hãy cho tôi biết, tôi bị nhịp tim chậm, được tư vấn đặt máy, tôi rất sợ có thể uống thuốc hàng tháng. Cách điều trị như thế nào là tốt nhất ạ? Và với câu hỏi này xin mời bác sĩ Trần Văn Triệu sẽ thông tin cho cô Nguyễn Ánh Nguyệt ạ. Thưa cô Nguyệt và kính thưa quý vị khán giả xem đài, thì nếu như một bệnh nhân mà có cái nhịp chậm mà bác sĩ đã được tư vấn là đặt máy, thì cái đặt máy tạo nhịp, cái này có thể là cô nói là để đặt máy tạo nhịp, thì đối với những cái bệnh nhân mà có chỉ định đặt máy tạo nhịp thì nó cũng có cái chỉ định nó rõ ràng. Tuy nhiên cái nhịp tim mà chậm mà đối với những trường hợp mà nhịp chậm như vậy mà có chỉ định mà đặt máy, thì nếu mà bác sĩ đã khuyên và chỉ định đặt máy thì bác sĩ thấy là cô nên được tư vấn và đặt máy. Còn nếu mà nhịp chậm thì mình uống thuốc, thì các cái loại thuốc thì cũng có tính chất tạm thời, tuy nhiên mà để về mặt lâu dài hoặc là các yếu tố tiên lượng thì mình phải tính tới vấn đề đặt máy. Đặt máy này có thể là sẽ đặt cái máy tạo nhịp vĩnh viễn. Sau đó thì để đại khái là nó đặt cái máy vô để người ta sẽ cài đặt cái tần số máy để giữ cho cái nhịp tim của bệnh nhân với một cái mức là an toàn, để làm sao mà các cái biến cố, các cái biến chứng mà do cái nhịp chậm xảy ra ở cái mức mà thấp nhất. Thành ra bác sĩ thấy nếu mà trường hợp này với cô thì bác sĩ cũng khuyên cô là nên đi đặt cái máy tạo nhịp. Xin cảm ơn bác sĩ Triệu ạ. Tiếp theo là câu hỏi của một khán giả ở Vĩnh Long. Khán giả hỏi các bác sĩ là thông thường thì stent được đặt vào cơ thể sử dụng trong bao lâu? Sau đặt stent thì tôi có thể chơi thể thao được không? Và với câu hỏi của một vị khán giả ở Vĩnh Long thì Phương Quyên xin mời bác sĩ Trịnh Thanh Tâm giải đáp cho khán giả. Câu hỏi này thì cũng gần giống câu hỏi của một bệnh nhân ở Đa khoa Trung ương nãy vừa hỏi. Thì khi mà stent đặt vào trong cơ thể của chúng ta thì sau khi mà bác sĩ đã làm các cái thủ thuật, dùng nhiều cái kỹ thuật thì để áp sát cái thần ten đó vào trong cái thần mạch máu, thì cái ten nó sẽ cố định ở đó và nó không di chuyển được, và nó sẽ ở đó chung với chúng ta cho đến suốt đời. Cho nên cái ten chúng ta khi đặt vào là coi như chúng ta sẽ sử dụng nó vĩnh viễn. Nhưng nó sẽ có một cái vấn đề là cái ten này sau một thời gian chúng ta đặt vào thì nó sẽ có những cái nguy cơ của nó là nguy cơ tái hẹp lại trong ten. Thì cái nguy cơ này nó phụ thuộc rất nhiều vào cái vấn đề là chúng ta điều trị các bệnh lý nền như nãy chúng ta đã trình bày đó, là kiểm soát cái mỡ máu, kiểm soát đái tháo đường, kiểm soát huyết áp có tốt hay không.
thì để cho cái tái hẹp trang này nó được giảm ở cái mức độ tối thiểu. Một trong những yếu tố mà chúng ta nhắc đi nhắc lại là chúng ta sẽ phải bỏ thuốc lá, bởi vì thuốc lá nó sẽ làm cho gia tăng cái nguy cơ tái hẹp trong trang rất là lớn. Sau đặt trang thì tôi có thể chơi thể thao được không? Chúng ta sẽ chia ra thành hai cái nhóm trường hợp. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân này vào viện trong một cái tình trạng là nhồi máu cơ tim cấp. Thì nếu như mà nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta phải đánh giá cái chức năng co bóp của cơ tim, tức là cái khả năng hoạt động của cái cơ tim nó có tốt hay không sau cái giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp. Nếu như mà cái chức năng này người ta chia ra hai cái ngưỡng là cái khả năng co bóp thì nếu mà trên 40% và cái tên chúng ta sau khi chúng ta nhập viện đó, bác sĩ đã làm tối ưu hóa tất cả các mạch máu của trái tim, thì thông thường khoảng một tháng đầu chúng ta sẽ khuyên là hạn chế, không nên gắng sức. Sau một thời gian một tháng thì chúng ta nên khám lại để bác sĩ có một cái gọi là một cái phương án, một cái test gắng sức để đánh giá cái khả năng, cái mức độ gắng sức của chúng ta đến đâu để biết rằng nó thích hợp với những cái bộ môn nào. Ví dụ những cái bộ môn mà đi bộ này nọ thì sau một tháng nó có thể đi bộ bình thường, nhưng mà những cái chơi những cái thể thao lớn chẳng hạn như là đá banh hay là đánh tennis chẳng hạn thì cái đó chúng ta cần phải test gắng sức lại. Cái trường hợp thứ hai là chúng ta vào làm mà chúng ta đang dạng làm chương trình, nghĩa là bệnh mạch vành mà nó ổn định, là chúng ta từng cờ đi khám sức khỏe hoặc là đi tầm soát, chúng ta phát hiện cái mạch máu chúng tim chúng ta có nó bị hẹp nhưng mà nó chưa gây ảnh hưởng đến cái khả năng co bóp của cái tim, thì những cái trường hợp này sau khi chúng ta can thiệp xong, nếu mà tất cả các mạch máu ta đã làm tốt hết thì trong khoảng 2 tuần đầu chúng ta tạm thời nghỉ ngơi để cho cái tên nó bắt đầu nó nội mặt hóa tương đối là hoàn chỉnh. Thông thường thì sau một tháng thì cái tên nó nội mặt được tốt, và sau 2 tuần đó những bệnh nhân mà có bệnh mạch vành màng ổn định thì chúng ta sẽ bắt đầu vận động nhẹ nhàng lại và tăng dần cái khả năng gắng sức chúng ta lên. Nếu như không có đau ngực gì hết thì chúng ta sẽ gia tăng dần cái cường độ gắng sức cho đến đạt lại cái ngưỡng gắng sức so với trước khi chúng ta làm thủ thuật. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Tâm ạ. Và tiếp theo thì xin mời các bác sĩ giải đáp câu hỏi của một khán giả ở Đồng Tháp. Khán giả hỏi là: tôi thấy một số trường hợp bị tắc sten sau khi can thiệp một thời gian. Xin hỏi các bác sĩ là nguyên nhân của tình trạng này là vì sao và có cách nào để phòng ngừa hay không? Với câu hỏi này, Phụng Quyên xin mời bác sĩ Trần Văn Triệu thông tin cho khán giả ở Đồng Tháp. Kính thưa quý khán giả xem đài, thì đối với cái ngành tim mạch can thiệp thì tình trạng mà tái hẹp sten, tắc sten thì đây là những cái biến cố là chúng ta sẽ gặp, chứ không phải là tuyệt đối là 100% chúng ta sẽ không có những cái biến cố gì sau khi mà can thiệp đặt sten. Tuy nhiên mà để giải thích cho cái hiện tượng mà để tắc sten thì nó cũng nhiều cái yếu tố để góp phần, yếu tố về bệnh nhân, yếu tố về stent, cái phương pháp làm, hơn nữa là cái tình trạng sang thương phức tạp tới mức độ nào, sang thương đơn giản, phức tạp, và sang thương những cái nhánh chia đôi, những cái nhánh chính, thì sẽ có những cái kỹ thuật mà làm cho nó phù hợp. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà chẳng may bệnh nhân sau khi đã đặt stent về rồi thì bị cái tắc sten, thì cái yếu tố nguy cơ nữa mà để nói thì cái vấn đề điều trị thuốc, thì phần lớn bệnh nhân mà ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ của chúng tôi có gặp bệnh nhân tắc sten sau 4 ngày can thiệp tắc sten, sau 7 ngày can thiệp tắc sten vẫn có về nhà thấy khỏe quá, không có uống thuốc, hoặc là đi về nhà uống tuần lễ xong cái to xong là thấy khỏe quá ngưng thuốc, 4 ngày sau thì vô đau ngực, vô chụp tắc sten. Thì cái này phần lớn bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị. Cái thứ hai nữa, đối với những cái trường hợp mà nó liên quan tới cái gen, để gọi là người ta nghiên cứu đã thấy cái người châu Á của mình thì có những cái trường hợp mà bệnh nhân đã gọi là cái đề kháng với lobidogen, thì cái đề kháng với một cái thuốc là chống cái tạp tiểu cầu. Thì cái này cũng có thể là cái phần để góp phần vô vấn đề mà gặp cái biến cố sau khi mà đặt cái stent. Tuy nhiên thì phần lớn mà ở bệnh viện tôi để gặp những cái trường hợp mà tắc stent mà trở lại thì phần lớn bệnh nhân là không có tuân thủ điều trị, là không có uống thuốc giống như mà theo to mà dặn, hoặc là tới ngày tái khám thì không có đi tái khám, bỏ khám luôn. Có những cái trường hợp nó là như vậy. Xin được cảm ơn bác sĩ Triệu cũng như bác sĩ Trâm đã có những thông tin tư vấn cho quý khán giả của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ một trái tim khỏe mạnh thì vô cùng quan trọng, là yếu tố quyết định vấn đề sống còn của mọi người chúng ta. Và qua chia sẻ những kiến thức quý báu có liên quan đến trái tim và căn bệnh nhồi máu cơ tim của hai vị bác sĩ khách mời này, thì chúng tôi mong rằng sẽ giúp cho quý khán giả có nhiều thông tin để có thể tự bảo vệ cho bản thân và gia đình có được sức khỏe tốt nhất. Và theo như thông tin của bác sĩ Tâm vừa rồi, thì về phía bệnh viện Tim Mạch Cần Thơ cũng có bố trí những cái phương án thăm khám và chữa trị cho quý vị. Cụ thể là quý khán giả có thể gửi về hộp thư của phòng kế hoạch tổng hợp những thắc mắc, những thông tin của mình. Bệnh viện, hộp thư phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ, địa chỉ là cskha@gmail.com, hoặc quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 0937 700 741. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa số điện thoại của Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ khi mà quý vị có những thắc mắc gì cần các bác sĩ tư vấn, đó là 0937 700 741. Và thưa quý vị, trong trường hợp quý vị cần tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Trịnh Thanh Tâm thì quý vị có thể liên hệ về Zalo, số điện thoại của bác sĩ Tâm là 0899878090. Phương Quyên xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại để quý vị liên hệ với Zalo của bác sĩ Tâm là 0899878090. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình tọa đàm trực tiếp kỳ 3 Khỏe là Hạnh Phúc hôm nay. Và chúng tôi cũng xin mời quý khán giả hãy đồng hành cùng chúng tôi và đến với chương trình Khỏe là Hạnh Phúc kỳ thứ 4, được trực tiếp vào lúc 15 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Một lần nữa thì Phượng Quyên xin được trân trọng cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian cuối tuần đến với chương trình, cũng như là có những chia sẻ, những tư vấn rất là quý báu dành cho quý khán giả của chương trình. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cũng như là gửi lời cảm ơn chân thành đến Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.